Vâng, chắc hẳn là nhiều người dân cũng như tôi đã chờ mong được đi đường sắt tốc độ cao lâu lắm rồi. Nhiều người thầm ước ao là thay vì đi thành phố Hồ Chí Minh 36 tiếng bằng đường bộ, thì từ Hà Nội ăn sáng rồi đi đường sắt tốc độ cao tới Nha Trang ăn trưa chỉ mất có 4 tiếng thôi, và tới thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ vẻn vẹn 5 tiếng rưỡi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có chiều dài 1.541 km, được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi khổ 1435, điện khí hóa, tốc độ 350 km một giờ. Vâng, toàn tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến có 23 ga với cự ly trung bình là 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến đường sắt tốc độ cao phấn đấu tới năm 2035 sẽ phải hoàn thành và đưa vào khai thác.